Hang này rất là bé và to và thấp nữa, mọi người phải đi nhất cẩn thận, chú ý trên đầu mình nha. Bây giờ mọi người ngồi xuống đây này, nó thấp xuống này. Đúng rồi, đúng rồi, thấp xuống nha. Khi mà vào hang này cảm giác như nào hả ơi? Ôi, chị đang trèo phụ cô đây. Và cái cảm giác của chị rất là thích luôn á. Trời ơi. Thế thì mọi người thế là thôi, gửi lại hoa hậu ở đây cho phụ cô luôn. Thôi về. Ngày trèo ba chuyến. Thịnh ơi, anh cảm giác sao nào? Non nước hữu tình. Non nước. Lần đầu được đến Tràng An thật là thích thú. Lần đầu được đến đúng không anh? Đúng rồi, cảnh đẹp hơn cả nước ngoài. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Như Ở Đây. Các bạn thân mến, các bạn có biết mình đang ở đâu không? Và mình đang ở Tràng An, nơi đây được mệnh danh là Vịnh Hạ Long ở trên cạn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ không đi cùng một mình đâu, và mình sẽ mời một người bạn của mình sẽ đi cùng. Và các bạn có biết đó là ai không? Và bây giờ chúng ta hãy đoán xem nhá. Nào, 3, 2, 1, biết. Wow, chào chị Vicky. Chào em. Vâng, các bạn có biết đó là ai rồi đúng không ạ? Chị Thiên Kim. Chào tất cả các bạn trên kênh của Duy Hải. Hôm nay Thiên Kim và Duy Hải sẽ dẫn các bạn tham quan một điểm du lịch mới, đó là Tràng An, Ninh Bình. Bây giờ là Thiên Kim xin mời vai người bạn của Thiên Kim. Chào mọi người. Xin chào mọi người ạ. Và mọi người có thể giới thiệu với các bạn khán giả là cho biết mọi người tên của mọi người không? Hay chị Thiên Kim giới thiệu đi. Đây là anh Thịnh. Đây là Châu Châu. Và đây là Năm Khôi Kệ. Vâng, và mọi người đã từng đến đây bao giờ chưa? Có, năm đã tới một lần rồi, lần okay. Thứ hai. Đây là anh đi đầu tiên. Anh đi đầu tiên à? Vâng, và chuyến đi này em hy vọng rằng là mọi người sẽ cảm thấy thích thú và thú vị. Và bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu cuộc hành trình ngày hôm nay nhá. Let's go! Vé hả chị? 250 một vé thôi. Mùa dịch của mình là không được giảm giá đúng không chị? Dạ, hiện tại bên em thì áp dụng chính sách 250 đồng. Vừa rồi thì chị em chúng mình đã mua vé và chị đã mua được vé cho 7 người rồi đúng không? Đúng rồi, chị đã mua vé cho 7 người và đây là cái sơ đồ đi tham quan Tràng An, nhưng mà bây giờ chưa biết ba cái điểm đó là ba cái điểm nào. Rồi chị yên tâm, bây giờ chị sẽ đi cùng em trong chuyến đi ngày hôm nay nhá. Sau khi Thiên Kim suy nghĩ tuyến 1, tuyến 2 và tuyến 3 thì đã quyết định chọn tuyến 2. Là tuyến 2 là mình sẽ đi đền Thánh Cao Sơn nè, núi Địa Linh nè, hàng Hành Cung Vũ Lâm. Đó. Dự định là sẽ đi 3 giờ đồng hồ. Đây mình chèo vô trong bao nhiêu tiếng chị? Mình đi chèo trong 3 tiếng. Dạ, bình thường là một ngày đi chèo ra vô là mấy tour? À, một tour, một người là một tour hả? Bình thường nếu mà lễ đông là mình phải chèo nhiều tour chứ. Chỉ vào những dịp lễ Tết. À. Còn là ngày bình thường chỉ được một tour. Dạ. Đang chèo phụ. Đang chèo phụ là cô. Cô mà bây giờ đi nó quay vòng vòng biết. Có biết chèo không hay là chèo ngang? Hình như là chị đang chèo ngược với cô rồi đó. Ngược ngược ngược. Ủa là cái này đó trước hay là cái này đó sao? Hỏi cô ấy, hỏi chị ấy. Đấy, đúng không?
đấy. Thế này nha. Đúng chưa? Đúng không? Nói chung là người miền Tây nhưng mà vẫn không biết chèo thuyền đâu mọi người. Nhưng mà biết bơi nha. Biết bơi. Trời ơi, nước nhảy xuống mình thôi, nước cạn quá sao bơm được. Chị nó cao quá trời luôn á, nhảy xuống là cái là trông thấy chị luôn á. Thì đó, nước cạn quá sao nhảy. Bây giờ thì chúng mình đang có mặt tại hang Lấm và chiều dài của nó là 60m. Thì em được biết rằng là cái hang này ấy thì nó cũng là cái hang nhỏ thôi. Lát nữa thì em sẽ dẫn chị khám phá những cái hang nó rộng hơn, nó dài hơn và nó đẹp hơn. Ôi đẹp quá Hải ơi. Hậu Thiên Kim của chúng ta đang nước sóng này. Mặc dù rất là lạnh. Lạnh à? Mọi người ơi, bây giờ thì em sẽ dẫn mọi người vào đền thờ Thánh Cao Sơn. Và mọi người có thắc mắc tại sao gọi là đền thờ Thánh Cao Sơn không ạ? Chị cũng đang rất là thắc mắc đây. Vâng, và em cũng xin giới thiệu với tất cả mọi người lý do gọi là đền thờ Thánh Cao Sơn. Vị thánh này là vị thánh mà bảo vệ các ngọn núi ở xung quanh đây ấy. Ở đây thì như các anh chị biết là non nước sơn thủy rất là hữu tình đúng không? Thì để có những cái này thì phải có những cái vị thần, vị thánh bảo vệ ấy. Thì bây giờ em mời anh chị kéo vào đây để lễ và tham quan nơi đây nhé. Vừa rồi chúng mình đã đi đền Thánh Cao Sơn thì bây giờ mình sẽ đến đi đến tuyến thứ hai là đâu ta? Hồi nãy đâu chị quên. Ơ cô ơi, hồi nãy mình đi tới đây rồi bây giờ mình đi đâu nữa nhỉ? Giờ là mình đang tới hang Vạn, chiều dài của nó là 250m. Xin mời các bạn hãy cùng khám phá nha. Yeah. Hỏi tí này, cảm giác của anh khi mà lần thứ hai đến đây thì như thế nào? Cảm giác thì cũng rất là phấn khích. Và vô đây thì cảm thấy rất là mát, một sự mát cũng rất là thiên nhiên. Cho nên là chắc chắn nếu mà có dịp sẽ tới Ninh Bình lần thứ ba nữa. Lần thứ ba hả? Lần thứ ba. Vâng. Hang Vạn còn được gọi là hang đá. Tới tối thì cá sẽ tập trung về đây nhiều hơn, âm thanh nó sẽ vang hơn nè. Em thấy ở đây là mát đó, cá như kiểu ngày nắng nó sẽ chui vào đây ấy. Đúng không? Mà sao thì chỉ thấy nước lạnh thế là cá cũng bơi được. Nhưng đây là mát mẻ đấy. Ôi chúng ta đã ra khỏi hang rồi này. Ôi đẹp quá luôn ấy. Đẹp như hoa hậu Thiên Kim vậy đó. Đẹp như hoa hậu Thiên Kim ha. Bây giờ là bọn chúng mình đang chụp ảnh ở đây này, cảnh ở đây rất là đẹp này. Mình sẽ đi tuyến địa điểm nào hả chị? Hoàng Thánh Trượt. Hoàng Thánh Trượt. Hoàng Thánh Trượt là sẽ vào núi Điện Linh. Núi Điện Linh đi qua núi Điện Linh sẽ vào Tây Tiên. Vâng, ok. Các bạn có nhìn thấy phía xa kia không ạ? Phía xa kia là nó là cái như hình cánh chim đại bàng. Phượng hoàng. Trời ơi, phượng hoàng. Cái con đại bàng gì trời. Sorry mọi người, mình nhớ nhầm. Giới thiệu với mọi người nhá. Đây là cái núi Phượng hoàng. Và nó hình của nó là như con chim sải cánh đang bay về trời. Anh nhìn thấy không? Đó, đẹp không? Đó, và bây giờ mọi người có thể chụp ảnh ở đây nhé. Đây là một cái núi rất là đặc biệt. Còn cái khu vực này này, giới thiệu với mọi người, đây là Thủy Đình. Thì nếu mà khi mà chúng ta có dịp vào những cái dịp lễ hội hoặc cái dịp Tết hoặc là những cái dịp mà đông khách đúng không, thì ở đây thì sẽ có người ta sẽ hát. Đúng rồi, sẽ hát. Hát đây là hát gì hả chị? Hát chèo. Hát chèo ạ? Hát chèo cho đúng kiểu cổ truyền của chúng ta đấy. Mình sẽ bắt đầu tham quan là hang Thánh Trượt, dài khoảng 350m hả? 320m.
mời các bạn khám phá cùng với tụi mình nha. Hang này rất là bé và to và thấp nữa, mọi người phải đi rất cẩn thận, chú ý trên đầu mình nha. Bây giờ mọi người ngồi xuống đây này, nó thấp xuống này. Đúng rồi, đúng rồi, thấp xuống nha. Cái này gọi là nhũ thạch hả chị? Thạch nhũ. Nước sẽ chảy xuống này. Ở dưới suối thì là nước chảy là đá ngọt, nhưng ở trên núi thì là những giọt nước chảy lâu ngày nó tích tụ lại thành những đá. Bởi vì đây nên là chất đá vôi. Những giọt nước tí tách nó chảy lâu ngày nó đọng lại thành cái thạch nhũ này. Khi mà vào hang thì cảm giác như nào Hậu ơi? Ôi, chị đang trèo phụ cô đây mà cái cảm giác của chị rất là thích luôn á. Trời ơi. Thế thì hơn chị thích nữa. Mọi người thế là thôi gửi lại Hoa Hậu ở đây cho phụ cô luôn. Thôi về. Ngày trèo ba chuyến. Xinh sáng. Các bạn có xem phim Đảo King Kong không? Và đây chính là dấu ấn bàn tay máu của con King Kong đấy các bạn. Thực tế là em thấy là nó là có tự nhiên đấy đúng không? Nhưng mà trong phim là nó dựng lại. Nó là một cái tảng đá tự nhiên không cô? Không, cũng nhờ bộ phim đó thì người ta đã biết đến Ninh Bình rất là nhiều. Thời tiết thật là chiều lòng người. Đúng rồi đấy. Lần nào Thiên Kim ra ngoài Hà Nội đi đâu chơi, thời tiết đang rét buốt thành nắng ráo đẹp, mà hôm nay cũng không nắng nhá, thời tiết rất là dịu, rất là mát nhá. Hai lần rồi ham ha. Ừ. Ở đâu năm ngoái tháng 10 mình đi chùa. Nước trong thấy rêu hết luôn, trong giống như là da mặt của tôi. Đến đền thờ Quý Minh Đại Vương và Phu Nhân, đền thần thờ của một vị tướng đời vua Hùng thứ 18. Thịnh anh cảm giác sao nào? Non nước hữu tình. Non lần nước. Lần đầu được đến Tràng An thật là thích thú. Lần đầu được đến đúng không anh? Đúng rồi, cảnh đẹp hơn cả nước ngoài. Vậy thì khi mà đến đây ấy, thì anh thấy cái không khí có là thế nào? Rất là trong lành. Mặc dù là xa thành phố nhưng mà vẫn muốn đi nữa. Vẫn muốn đi nữa. Lần sau nhất định sẽ đến. Đây là núi gì vậy chị? Núi Địa Linh. À, núi Địa Linh hả? Vì mình đã đứng một mình đấy. Vì nó đứng một mình nên là được gọi là núi Địa Linh. Bây giờ mình đang đến hang Đại đúng không? Đúng rồi. Chiều dài đấy. Dài là 150 mét. Ừ, và bây giờ thì chúng ta sẽ vào nhá. Ngày hôm nay đến đây, lần trước em cũng không đến đây, cũng không được vào cái phim trường kinh công này ấy. Mà lần này thì nghe nói là người ta đã tháo dỡ hết ra rồi, bởi vì là
ở do đây dịch, là như là do dịch mới dịch à? Kinh tế hả? Không, không phải đâu, mà là do như chị lái đò còn nói rằng là ở đây là tất cả một cái là đều được là tự nhiên ấy, tự nhiên ấy, nên là cái đấy là nhân tạo ấy, nên là xây dựng lên rất là tiếc. Đúng rồi. Nhưng mà lần trước anh đi ra là cứ vô đây được nè. Vô được hả? Vô được, coi được luôn, đẹp, cũng đẹp lắm. Lần trước em người dân đồ họ giả thành cái người giống đóng trong phim, mặc đồ họ giả mặt mày giống như trong cái phim luôn, chụp hình với mình luôn. Các bạn thân mến, vậy là vừa rồi thì nhóm của chúng mình đã khám phá xong Tràng An. Và lúc này thì chắc chắn là mỗi người sẽ đều có những cảm xúc riêng. Và bây giờ thì Hải sẽ hỏi từng người có chị thấy thế nào nào? Chị thấy lạnh nè. Thấy lạnh nhờ? Em ơi, sảng khoái. Sảng khoái. Còn em? Em thấy phấn khích. Còn anh chị? Rất là thú vị. Thú vị à? Còn đối với Hải, cảm thấy rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay. Và nếu như các bạn yêu thích video này thì các bạn hãy ấn nút like, share và subscribe cho kênh YouTube Duy Hải đây nhá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.